Alo cả nhà, xin chào bà con, cô bác, anh chị em và các bạn. Vẫn là Thanh Hà Cuộc Sống Đức đây. Hôm nay Thanh Hà muốn chia sẻ lại với cả nhà một món ăn cũng tương đối là quen thuộc, đó là thịt xá xíu. Thường thì sẽ hay làm bằng thịt thăn, thịt khô, thịt lợn, thì thịt lạc đấy. Thế nhưng mà mình cũng vẫn hay làm những cái thịt đấy, thực sự ăn nó rất là khô. Thì hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn làm bằng thịt ba chỉ. Nó có một chút xíu mỡ thôi, thịt ba chỉ bên này nó gần như không có mỡ. Thì các bạn ăn thấy nó ngọt thịt và nó không có khô đâu các bạn nhé. Thì các bạn hãy thử, với Thanh Hà sẽ chia sẻ bằng món gọi là thịt ba chỉ này. Thì ở đây hôm nay là mình sẽ chia sẻ bằng số thịt này, nó là 800g thịt lợn với lại khoảng 10-15g đường và khoảng thìa rưỡi cà phê các bạn nhé. Ở đây là mình dùng có 1/2 thìa cà phê mì chính, nếu các bạn không ăn thì bỏ ra nhé. Với này 2 tép tỏi, mình đã đập nhuyễn qua cái giai đoạn này rồi. Trong đây là có 1/2 thìa cà phê tiêu, mình dùng tiêu bột và tiêu trắng cho thì nó đẹp hơn các bạn nhé. Với là 1 thìa ăn dầu. Và cái quan trọng nhất là làm cái bột xá xíu này, nếu như là thì nó lên có cái bột gọi là xá xíu này, cái này của Thái Lan các bạn. Không biết ở các nơi và các bạn như thế nào chứ bên Đức, đấy, châu Âu này thì trong cửa hàng châu Á bán rất là nhiều. Đây mình có chia sẻ rất là rõ, các bạn coi cái gói này, nó là của Thái Lan các bạn. Nếu như các bạn không có cái bột này thì các bạn có thể dùng bằng bột ớt, mà bột ớt đỏ các bạn, mà Thanh Hà vẫn chia sẻ trong cái bột của paprika ấy, thì nó cũng ok. Như cái bột này thì nó có một cái vị của nó là vừa ăn lên thì nó ra cái mùi của xá xíu, và đồng thời đi với nó là khoảng 1 thìa ăn cái dầu, cái mari này nữa, xì dầu nhá. Thì vào nó có một cái vị thơm, nó dậy mùi như vậy. Ok, thế trước mắt là sơ là như thế. Bây giờ Thanh Hà sẽ hướng dẫn lại, chia sẻ lại các bạn lại từ đầu là làm như thế nào nhá. Cảm ơn. Thịt ba chỉ đây cả nhà, hãy nhìn này. Đấy, mình làm thử rồi, nhưng khi mình ăn cái thịt ba chỉ này các bạn hãy thử nhé, ăn nó rất là ngon hơn là cái thịt kia ăn nó khô đúng không các bạn. Bây giờ là Thanh Hà sẽ chia sẻ tiếp. Trong cái món này thì các bạn nên bỏ cái bì ra cho mình nhá. Nhất là cái bì, là cái thịt này mình chiên theo kiểu là không thể chiên nhiều dầu được, mình thử rằng là cái bì cũng ăn nó sẽ khô ấy. Thì các bạn sẽ bỏ cái bì cho mình nhé. Vẫn là một cái lý thuyết là cái bì này các bạn nên giữ lại, vì có rất nhiều món các bạn có thể làm cái bì này. Nhất là mình sẽ chia sẻ các bạn làm món giò bì này, hay là nem chạo này, đúng không ạ? Các bạn có thể giữ lại. Các bạn cuộn tròn nó như thế này, xong đơn giản là lấy sợi chỉ hay là lấy cái tí băng kính ấy, các bạn để trong tủ đấy. Mình dồn lại xong một lúc nào đấy nó đủ nhiều nhiều là mình làm được rất nhiều món với cái bì nợ. Cái thịt này thì các bạn đừng có thái dày quá, các bạn thái chừng khoảng 2cm thôi, khoảng 2 phân thì các bạn nhé. Tầm này thì mình chiên, thứ nhất là nó cũng không bị khô, nhưng mà dày quá thì ăn nó này cái miếng thịt nó không đủ cái... miếng mà mỏng quá thì lại càng khô. Thế mình sẽ ta cắt ở tầm này đấy các bạn. Đấy, chỉ dày tầm này, lúc mình chiên mình thái nó rất là đẹp. Đừng mỏng quá các bạn nhé, mỏng quá là ăn khô lắm. Thế bây giờ cái thịt khi mình thái xong như thế này rồi, đây là các bạn sẽ cho vào đây cho mình khoảng ít nhiều thì cũng được, khoảng nước 1 thìa muối. Thế này các bạn cho vào trong này khoảng 1 thìa cà phê đường nữa cho mình, nước 1 thìa cà phê đường nữa cho mình. Cái này là chỉ trong phần ngâm thôi chứ không phải trong phần ướp các bạn nhé. Các bạn chú ý cho cái này nó không ở trong cái nguyên liệu ướp, nhưng mà chỗ này các bạn chỉ cho vào một chút. Và đây là ấm nước sôi mình đã đun sẵn. Các bạn trần qua cái thịt này đi một chút. Thứ nhất là cái đường và cái muối này nó làm cho cái thịt rất là trắng. Và kể cả khi các bạn cắt cái miếng thịt ra là bên giữa miếng thịt nó cũng trắng, không đen đâu các bạn. Và đồng thời mà nó cũng có một phần nào bị tái chín thơm miếng thịt đi rồi, khi mình chiên nó cũng rất là nhanh nhá. Hai đây là cái dơ của miếng thịt thì thường nó sẽ ra đây này, cái đục này này. Thường là Thanh Hà sẽ ướp như thế này, trần qua nước sôi như thế này, xong miếng thịt nó rất là trắng. Các bạn nhớ cho một chút muối và tí đường nhé. Các bạn ngâm đây khoảng 5-10 phút nhé. Đấy là miếng thịt bắt đầu nó hơi chín tái đi một tí, thì khi mình ướp là mình rán nó rất là nhanh được, chứ không cần phải là nếu miếng thịt sống thì các bạn rán rất là lâu.
mà để mà chín được miếng thịt thì bên trong nó sẽ khô nhá. Đây các bạn này, sau khoảng 8-10 phút là mình có chắt cái nước sôi đi thì các bạn nhìn thấy miếng thịt này nó mềm ra mà nó trắng mà nó cứng, các bạn thấy không? Nó săn cái miếng thịt lại nhá. Bây giờ tất cả các nguyên liệu mà Thanh Hà đã chia sẻ lúc đầu đây này, 1/2 thìa cà phê mì chính này, nếu bạn không ăn thì bỏ ra nhé, mình nhà cũng ăn chút xíu. Và 1 thìa rưỡi khoảng 15 gram đường này, tiêu này, 1/2 thìa cà phê này, và tỏi chỗ này nó có khoảng 2 tép to hoặc là 3 tép nhỏ các bạn, khoảng đấy mình băm nhuyễn cho mình nhé, đừng băm to quá nhé. Đây chính là cái bột xa xíu các bạn. Các bạn cứ rắc vào, các bạn nhìn làm sao mà nó bao phủ cái màu nó tương đối là đủ rồi thì là ok. Một thìa này. Hai thìa này. Nhá. Thế xong rồi ở đây là các bạn sẽ cho mình vào đây là khoảng, các bạn nhìn này. Cái này là cái Mari các bạn nhé, cái rồi không phải, cứ nó Mari chứ, gọi nó Mari đó, cửa hàng hay bán đấy. Nếu các bạn dùng cái rồi giờ cũng được đấy, của tàu ấy, khoảng 2-3 thìa cà phê này các bạn nhé, thì nó ok rồi. Thì các bạn làm thêm thì nó dậy cái mùi thơm giống như nướng thịt của Thanh Hà. Thanh Hà cũng bao giờ cũng cho một chút xíu này vào rất là ok. Vào đây nó có một chút dầu, một thìa ăn dầu nữa các bạn cho vào đây cho mình nhá. Nó sẽ làm cho cái thịt nó ngấm đều cả vào đây và cái miếng thịt nó sẽ bóng. Thế khi đảo lên rồi là các bạn cảm thấy là nó chưa đủ cái màu của nó thì các bạn có thể cho thêm một chút nữa nhá. Ở đây là mình sẽ cho thêm vào nếu vào khoảng 3 thìa cà phê các bạn. Thế nào, 3 thìa cà phê nhé. Ok đi. Thế đơn giản thế thôi. Bây giờ là mình sẽ ướp. Các bạn để ít nhất là khoảng 2-3 tiếng rồi cho mình nhé. Càng lâu càng tốt. Hoặc các bạn ướp ngày hôm nay, ngày mai ăn càng tốt. Thì nó ngấm vào khi các bạn ăn cái miếng thịt nó mét thì trong cái miệng nó đượm đà luôn. Từ vỏ trong giữa miếng thịt luôn nó ngấm vào mà. Chứ các bạn ướp mà các bạn ăn ngay không ngon đâu nhé. Đây cả nhà ơi, sau khi mình ướp mình để đây là 3 tiếng, gần 3 tiếng đấy cả nhà này. Nó cứ ra cái nước này thì kệ nó, mình bỏ nó đi thôi nhá. Nên cái món này mình nói lại các bạn nên bỏ bì đi nhá, vì nó không hợp với lại đấy. Thế bây giờ là mình sẽ chảy đợt nóng sẵn rồi, mình sẽ cho dầu vào đây vừa phải thế, có đừng có nhiều quá nhưng cũng không cần quá ít dầu nhé. Đấy, thêm chút thế là được rồi, hơi một tí trên mặt thôi. Mình xin cho vào cho các bạn cho lửa nhỏ cho mình nhé. Rồi như chiên này các bạn tất cả đều cho nhỏ lửa và gần được thì các bạn hãy cho lớn lửa lên là gì, để cho nó góp dầu đó. Đã có một bữa cơm đủ dứa gia đình rất là ok, các bạn sẽ thử nhé. Nó là thì gia đình thường xuyên mà ăn phải là, nếu các bạn cho lửa vừa thôi nhé, đừng có cho lửa to quá thì mà nó xẹt nó cháy ngay mà. Thế trong lúc cái mình để nhỏ nửa cứ cho nó chiên ở đằng sau thì mình có thể quay lại hoặc các bạn làm trước. Thanh Hà có chia sẻ thêm cái phần này nữa là bình thường nó xa xíu thì mình sẽ chấm với lại nước mắm mặn nhé. Đây là tỏi, ớt. Cái tỏi có khoảng tép hơn tép hôm nay, cái nhà đã băm nhỏ ra rồi. Đây là trái ớt chỉ thiên này cả nhà. Vẫn là cái cách chia sẻ nước mắm của Thanh Hà, nhưng mỗi một bài thì Thanh Hà cố gắng đưa thêm vào bởi vì
mình nghĩ là cũng không ai cũng có thể lúc nào cũng coi được cái giống như thế. Đơn giản và nhanh lắm các bạn, chỉ trong vòng có mấy phút thôi. Thế bây giờ là chén nước mắm đây, thì mình chỉ với nó là các bạn cho mình là 1/3 thìa cà phê đường đấy nhé, không quá nhiều nhé. Đấy, chút này là được rồi. Với lại cũng 1/3 thìa mì chính. Nếu các bạn ăn, các bạn không ăn thì các bạn bỏ ra nhé. Chút xíu thôi. Ok. Và đi với nó là chanh. Các bạn pha hết gia vị xong rồi các bạn bắt chanh nhé. Gia vị các bạn bắt chanh là chanh này cho mình. Các bạn đảo đều giữa chanh muối đường. À không có muối, chanh đường mì chính, tỏi ớt. Khi bà đảo đều lên như thế này rồi, cho nó vào hết nhau như thế này rồi thì các bạn hãy cho sau cùng là nước mắm. Nhá. Khi sau cùng các bạn sẽ cho là nước mắm. Các bạn thấy không ạ? Thế chén nước mắm thì tự khắc nó sẽ nổi lên như thế này. Nếu mà các bạn làm bắt chanh sau và các bạn làm tương tự như này, các bạn sẽ làm sau thì tự dưng là tất cả ớt tỏi nó sẽ chìm dưới. Thế là xong chén nước mắm rồi cả nhà. Mình luôn luôn là để lửa nhỏ và mình om một chút. Bây giờ là mình lật lại thêm một chút lần thời gian nữa. Bắt đầu mình từ từ mình cho lớn lửa lên một chút là được rồi. Bây giờ nó bắt đầu là mình chuẩn bị được, mình lật đi lật lại như này, các bạn cho lớn lửa lên, cho lớn lửa lên nhé, lên nhé. Cho cái khăn với hai cái mặt thịt của nó, và đồng thời là sóc cái dầu các bạn. Mình chiên cái này khoảng tầm 10 phút là được rồi các bạn nhé. Mới đầu các bạn cho vừa lửa thôi, chỉ 9 số thì cho 6 đô số, đến bây giờ là mình lên này có 8 số 9 rồi nhé. Này nó xe hai cái mặt của như thế này nó ok rồi các bạn. Nhớ là khi vớt ra là lửa lớn nhá, thì là cái dầu nó tóc rồi cả nhà. Cả nhà đấy, đấy đĩa thịt là Thanh Hà đã chiên xong đi cả nhà. Nhìn nó ngon không ạ? Bây giờ Thanh Hà sẽ lại ra đĩa để các bạn cùng chia sẻ với các bạn nhé. Khi mình nhìn cái này thì là mình cũng nói luôn là này là các bạn có thể ăn, mình ở nhà này thì hay ăn cơm, nhưng các bạn có thể kẹp bánh mì này. Đó. Ăn đều được cả. Đây, thế là thành quả trong thời gian. Thực ra chỉ là cái ướp cất đi thì nó để chờ vài tiếng thì nó sẽ ngon, nó ngấm hơn. Thế còn lại là khi mà làm thì các bạn thấy rất là nhanh các bạn. Đây là đĩa chả thịt xá xíu thì là Thanh Hà chia sẻ các bạn đây. Thì các bạn có thể ăn cơm tấm hay cơm trắng nhá. Hoặc là đấy các bạn có thể kẹp bánh mì. Các bạn hãy thử đi, ăn rất là ngon. Ngoài ra là nếu mình ăn cơm đấy, ăn cơm trắng thì các bạn, mình chia sẻ với các bạn là có thể là các bạn sẽ ăn với lại nước mắm mặn, và bên cạnh đó là không thể nào thiếu đĩa rau thơm. Đây là rau thơm tại vườn nhà Thanh Hà rất là nhiều, đủ các loại rau thơm luôn các bạn, đúng không ạ? Ok, một lần nữa cảm ơn các bạn đã coi video của Thanh Hà. Nếu thấy hay các bạn đăng ký, nhớ nhấn chuông và để theo dõi các video tiếp theo nhé. Đồng thời cũng là ủng hộ cho Thanh Hà có thêm động lực ra nhiều video mới. Một lần nữa là cảm ơn. Cảm ơn.